Một trong những năm gần đây thì các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu rất nhiều về yến mạch dại. Từ đó các nhà khoa học đã phát hiện ra chúng có rất nhiều dược liệu quý giá. Đầu tiên, từ thời xa xưa nó chỉ là để dành cho vật nuôi. Nhưng ngày nay, nó được xem là một trong những dược liệu quý giá, đồng thời có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Chính từ khám phá này, yến mạch dại đã chính thức đổi đời. Từ một loại cây gọi là cỏ dại bị ghét bỏ, chỉ một bước, nó đã trở thành một đặc sản vô cùng quý hiếm và giá thì vô cùng đắt đỏ. Yến mạch dại thì nó có nguồn gốc ở Nam Âu và khu vực của Địa Trung Hải, được du nhập vào Trung Quốc cùng thời với lúa mì. Và chúng thường mọc ở những vùng đất hoang, trên những đồng ruộng có độ cao từ 1.300m cho đến 2.400m. Đây là một trong những loài cây có sức sống rất là mạnh mẽ. Thân và hạt của yến mạch dại đều có thể dùng được để gọi là làm thuốc. Chúng có vị ngọt tính bình, có lợi đặc biệt cho tim và phổi. Theo như tài nguyên dược liệu Trung Hoa cho biết, thì lúa mạch dại có tác dụng là hỗ trợ điều trị tình trạng là tỳ vị yếu, chứng ra nhiều mồ hôi. Và công trình nghiên cứu y học hiện đại ngày nay cho biết, thì chúng có thể hỗ trợ được điều trị chứng suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng tiêu hóa mãn tính. Bên cạnh đó thì hạt lúa mạch dại có thể dùng thay thế ngũ cốc. Từ thời xa xưa nó là một trong những thức ăn cho bò ngựa và là nguyên liệu để sản xuất giấy. Nhưng ngày nay nó trở thành một trong những tài sản quý giá của chế độ dinh dưỡng, cũng như là dược liệu được xem là rất quý hiếm. Bởi vì ngày nay do cung không đủ cầu, 1 kg yến mạch dại có giá lên đến 4,5 triệu đồng, có nghĩa là 4.500.000 đồng. Rất nhiều nông dân đã vô cùng bất ngờ trước mức giá này. Không ít người cảm thấy tiếc nuối một cách ngẩn ngơ, bởi vì trước kia đã từng vứt bỏ cái mỏ vàng này mà không tiếc tay.